Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Bản tin ngày 13 tháng 1 gồm các tin chính sau đây. Hoa Kỳ, Trung Quốc thêm căng thẳng vì Biển Đông. Thỏa thuận về nguyên tử Iran sắp có hiệu lực. Tổng thống Trung Phi từ chức. Hàng chục ngàn người biểu tình ở thủ đô Ukraine. Và sau đây là bản tin chi tiết. Hoa Kỳ, Trung Quốc thêm căng thẳng vì Biển Đông. Những quy định mới của chính quyền tỉnh Hải Nam về đánh cá trên Biển Đông không chỉ bị các nước Philippines, Việt Nam, Nhật Bản phản đối, mà còn gây nên sóng gió trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Hôm thứ Năm tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jane Psaki đã lên án những quy định mới của Trung Quốc về đánh cá trên Biển Đông, xem đó là một hành động mang tính khiêu khích và nguy hiểm tiềm tàng. Bà Psaki nhắc lại lập trường của Washington là tất cả các bên có liên quan cần tránh mọi hành động đơn phương gây thêm căng thẳng, gây phương hại đến khả năng giải quyết các bất đồng qua con đường ngoại giao hoặc một cách hòa bình. Phản ứng của Bắc Kinh cũng mạnh mẽ không kém. Hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc bất bình và phản đối lời chỉ trích của Mỹ. Quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh vốn đã căng thẳng thêm do việc Trung Quốc ngày 28 tháng 11 năm ngoái loan báo thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển Hoa Đông. Một tuần sau đó, chính phủ của ông Obama ra lệnh cho hai chiếc oanh tạc cơ B-52 không có trang bị vũ khí bay vào vùng phòng không đó mà không thèm báo trước cho Bắc Kinh. Khi đưa ra những quy định về đánh cá nói trên, Bắc Kinh càng đụng chạm đến quyền lợi cốt lõi của Mỹ ở Biển Đông, khu vực mà Washington vẫn chủ trương là phải bảo đảm tự do lưu thông hàng hải và vẫn kêu gọi Trung Quốc cùng với các nước ASEAN thiết lập một bộ quy tắc ứng xử để ngăn ngừa xung đột. Thỏa thuận về nguyên tử Iran sắp có hiệu lực. Thỏa thuận đạt được giữa nước Iran và 6 cường quốc thế giới có ý nghĩa mở đường cho giải pháp giải quyết bất đồng về chương trình nguyên tử của quốc gia Hồi giáo này để có hiệu lực vào ngày 20 tháng 1. Thông tin nói trên được phía Bộ Ngoại giao Iran và Liên minh châu Âu EU đưa ra hôm 12 tháng 1, theo Reuters. Ngay sau khi thỏa thuận nói trên có hiệu lực, Iran và cường quốc thế giới sẽ bắt đầu đàm phán về một giải pháp sau chót cho bất đồng giữa hai bên về chương trình hạt nhân của Tehran. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình được thực hiện vì các mục đích dân sự, trong khi các cường quốc phương Tây lại nghi ngờ chương trình này dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận đạt được vào ngày 24 tháng 11 năm 2013 nhằm tránh được một tình huống xấu, đó là một cuộc xung động lan rộng tại Trung Đông vì chương trình nguyên tử của Iran. Tổng thống Trung Phi từ chức. Bị quốc tế chỉ trích là thụ động trước những vụ bạo động tôn giáo ở Trung Phi, Tổng thống Michael Tocodia hôm 10 tháng 1 đã từ chức dưới áp lực của các lãnh đạo, cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi. Thủ tướng của ông Tocodia là Nicolas Tayankaye cũng đã từ chức trong cùng ngày. Sau khi thông tin nói lên được lan truyền, hàng ngàn người dân ở thủ đô Bangui đã xuống đường reo hò vui mừng. Trong khi đó, các xe thiết giáp của quân đội Pháp tham gia chiến dịch Sankaris đã được triển khai chung quanh phủ tổng thống Trung Phi. Quân đội Pháp đã khởi động chiến dịch Sankaris từ ngày 5 tháng 12 năm ngoái nhằm tìm cách ngăn chặn bạo lực tôn giáo tại Trung Phi, nguyên là một thuộc địa của Pháp. Pháp đã yêu cầu chọn người thay thế tổng thống Tocodia trong thời gian sớm nhất. Hiến pháp lâm thời của Trung Phi dự trù là chủ tịch quốc hội lâm thời tạm nắm quyền tổng thống trong vòng tối đa là 15 ngày, thời gian để quốc hội bầu nguyên thủ quốc gia mới. Từ nhiều ngày qua, Paris vẫn kêu gọi quốc tế tham gia can thiệp vào Trung Phi. Hiện nay, ngoài lực lượng Pháp tham gia chiến dịch Sankaris, còn có lực lượng trái động của Liên hiệp châu Phi, hiện gồm khoảng 3.500 người. Hôm 11 tháng 1, Liên hiệp châu Âu đã đồng ý sẽ gửi một phái bộ quân sự châu Âu đến Trung Phi để yểm trợ cho lực lượng Pháp và châu Phi. Hàng chục ngàn người biểu tình ở thủ đô Ukraine. Các nhà hoạt động Ukraine tụ tập trong thủ đô Kyiv tiếp nối phong trào biểu tình rầm rộ từ năm ngoái phản đối quyết định của chính phủ đã từ bỏ quan hệ mật thiết hơn với Liên hiệp châu Âu EU để tăng cường hợp với Nga. Cuộc biểu tình hôm 12 tháng 1 quy tụ khoảng 50.000 người tại quảng trường độc lập diễn ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát xô xát với người biểu tình, gây thương tích cho nhiều người và làm cho nhà lãnh đạo đối lập Yuri Lutsenko bị thương nặng. Những người chống chính phủ xuống đường ở Kyiv và các thành phố khác của Ukraine từ tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Viktor thay đổi lập trường và từ chối ký thỏa thuận thương mại với EU, thay vào đó chọn đường mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.
Kể từ đó, Nga hứa sẽ mua 15 tỷ đô la nợ của Ukraine và giảm giá khí đốt xuất sang Ukraine để củng cố cho nền kinh tế đang chật vật của nước này. Nam Dương ngưng xuất cảng quặng. Indonesia, một trong những quốc gia xuất cảng tài nguyên lớn nhất trên thế giới, hôm 12 tháng 1 ra lệnh ngưng xuất cảng quặng mỏ thô ngoại trừ đồng, sắt, chì và kèm. Biện pháp này nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tinh chế quặng trong nước. Đây là một trong những quyết định về kinh tế quan trọng trong gần 10 năm cầm quyền của Tổng thống Susilo. Tuy nhiên, lệnh vừa ban hành lại gây đe dọa cho hai ngành xuất cảng nickel và bauxite. Trị giá xuất cảng mỗi năm lên đến hơn 2 tỷ đô la. Giới quan sát đánh giá biện pháp ngưng xuất nickel của Indonesia có thể dẫn đến những xáo động trong nền công nghệ nickel thế giới trong thời gian hơn 5 năm. Indonesia hiện nay là một trong những quốc gia xuất cảng lớn nhất thế giới thiết luyện và than nhiệt. Nước này cũng đứng thứ 5 thế giới về mỏ đồng và mỏ vàng hàng đầu. Vừa rồi là bản tin ngày 13 tháng 1. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.